Bữa nay sao em thấy cái bụng anh nó nghiêng chiền vậy anh Duy? Thấy đỡ hơn chút rồi. Đỡ hơn chút nhưng mà cái giò phù lắm không? Dạ. Cái giò à. À, em thấy cũng lắc đầu á. 10 ngàn anh ơi. Cái trời này nấu dưới ếch ngon. 10 ngàn á. Ăn đủ chưa? Em cho này. Ở đây. Chung cho luôn. Cá không nghe đứng lên. Ở rồi đó chị. Thôi hết thôi. Trời ơi. Đi ngủ rồi. Gái mẹ con âm đậu đi con hết bệnh hết quạng gì. Đi cho luôn hả? Sâu quá trời vậy, đồ mổ không à? Chào quý bà của bác anh chị kính mến nha. Hiện tại thì Phu Nguyễn đang ở ngay khu vực chợ Gò Đen của bác anh chị. Ở đây là thuộc khu vực mà chợ mới Gò Đen, Bến Lức, tỉnh Long An. Thì trong ít ngày vừa qua Phong có đăng tải một số hình ảnh đoạn video clip về hình ảnh của anh Nhi á. Nhi là 46 tuổi là vợ bỏ đi, trong khi đó là có hai đứa con nhưng mà khó khăn quá nên là hai đứa con, đứa lớn thì có gia đình rồi, còn đứa nhỏ thì cũng về bên ngoài quá anh chị. Thì sau khi hôm bữa giờ đăng tải á, thì cũng có những ông bà cô bác mạnh thường quân cũng quan tâm, cũng giúp đỡ. Rồi bữa nay là Phong cũng biết là sau khi mà uống thuốc của chú Tiến á, thì cái tình hình sức khỏe của anh Nhi á, đã tiến triển tới đâu rồi. Thì mới sáng là Phong nghe thông tin á, là anh Nhi cũng đang có mặt ngoài chợ Gò Đen. Ở đây cũng là một cái người cô cũng bán đồ ở đây, cũng là những người đã từng giúp đỡ cho anh Nhi của bác anh chị. Thì trước tiên thì Phong Nguyễn gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an may mắn đến tất cả quý khán giả mình thường quân nha. Thì bây giờ mời cô chú anh chị cùng đón xem đoạn video clip của Phong Nguyễn nha. Ủa cô, nãy cô có thấy anh Nhi ở ngoài đây không cô? Ông bụng bự á hả? Dạ ông bụng bự á. Ông mới đi qua đây nè. Dạ mới đi ngang đây. Ông mới đi. Dạ. Hôm nay ông bán hết nổi rồi. Dạ. Hồi sáng con tính vô nhà trọ thăm mà con nghe thông tin là ảnh đi ra ngoài chợ đây, không biết là khỏe không mà đi ra ngoài chợ nữa. Ổng đi hết cũng nổi, đâu có bán đâu. Ổng đi tầm tàn tầm tàn, mà nay cái bụng ổng làm cho nó nghiêng qua một bên. Dạ. Thì cô thấy hoàn cảnh của anh Nhi là thấy như thế nào cô? Ổng bây giờ là ổng bán ngày nào ổng sống ngày đó, và xung quanh cho tiền ổng, chứ ổng đâu có mua bán được nữa giờ. Dạ, làm bữa giờ là cô có vô nhà trọ thăm ảnh không? Có gặp ảnh ở ngoài này nè, rồi cái hỏi ổng nói giờ coi như là không ngủ được, rồi ở bệnh viện thì tiền nhiều quá, ra không có ở được. Rồi thôi, cảm ơn cô nha. Nãy cô thấy anh đi góc bên kia hả? Nhưng mà không có mua bán nữa, ổng dạy không có bán nữa, bán không nổi. Dạ dạ. Ngồi, ổng đâu không ngồi được, phải ngồi nghiêng một bên. Dạ dạ, để con đi. Mới đi lên. Dạ cảm ơn cô nha, chúc cô mua may bán đắt nha. Cảm ơn. Dạ dạ. Dạ cảm ơn cô nhiều. Thì khu chợ Gò Đen thân quen, thì cái chỗ ở hiện tại của anh Nhi là ngay chỗ mà cái bảng mà chạy hòm hay tâm là quẹo vô một chút xíu là tới. Đây là chợ lúc trước, là năm nào là tới Tết là Phong cũng quay chia sẻ cho ông bà cô bác xem á. Đây Phong có đang tìm con Nhi đang ở đâu. Đấy rồi. Hả? Góc bên kia cô. Phát hiện được đối tượng người của bác anh chị ơi. Phải xem xe ôm. Dạ. Thấy có nhiều cô bác đã thấy được hổng rồi cô bác anh chị. Đâu anh Nhi? Đây, hiện tại thì Phong Nguyễn cũng mới gặp được anh Nhi ngoài chợ Gò Đen rồi cô chú anh chị. Rồi. Bữa nay sao em thấy cái bụng anh nó nghiêng chiền vậy anh Nhi? Ờ bên đây nó hình như nó ấy hơn nè, bên đây nó bự hơn nè. Thì sao anh đi ra chợ Gò Đen anh kiếm gì qua đây? Mua rau đường về ăn cơm. Mua rau đồ ăn cơm hả? Ừ, cái bữa hơi xích vô cái chỗ nào mát mát mình trò chuyện anh ha. À. Cái cô bán dưa hấu hôm bữa nay anh có qua giao vào đây không? Mới gặp đi đắng. Ừ, đi là đắng hay là sao? À. Sẵn là đi vòng vòng luôn cô bác anh chị. Cái bụng này thì thấy cũng chưa có xẹp nhiều. Tại vì ở đây cô chú anh chị là mấy bữa nay cũng có rất là nhiều cô bác á
là sử dụng thuốc ngay cái tiệm mà của ông thầy hôm bữa là thấy cho bốc cho anh Nhi á, thì cũng hết rất là nhiều. Tại vì anh Nhi á, lúc trước á là đã cái bụng á, uống thuốc nó đã xẹp một lần rồi, nhưng mà ảnh có sử dụng giống như là chút rượu á các bác anh chị, nên là nó tái lại. Dạ cảm ơn cô. Chúc cô sức khỏe nha. Chào chị bán dưa hấu. Ngồi với mệt đi anh. Hôm nay không thấy chị vô chổng. Bác bán luôn mấy ngày lễ này quá trời. Tính vô thăm ổng mà thấy điện thoại cái là nghe thông tin là ổng đi ra ngoài chợ Gò Đen. Dạ. Hôm nay ổng có gia chị không? Không, hả? Đi chợ mua đồ ăn thôi à. Ổng nay bán đỡ không chị? Bán không được, cái ngày lễ thì quán cũng đông, đông chợ đông người ta cực. Dạ. Thì bữa nay thấy anh đỡ hơn được chút cũng mừng, tại lúc trước á. Ê, anh dạ sao chị? Chị thấy nãy đỡ hơn chút rồi. Đỡ hơn chút nhưng mà cái giò còn phù lắm không? Dạ. Cái giò còn phù. Cái giò còn cũng còn phù. Ừ, chị kêu nấu nước sôi rồi bỏ muối hột vô giả mắm vậy nó ngâm để coi nó làm sao. Còn thì lúc trước á ổng đã hết bệnh một lần rồi mà ổng không nghe lời người ta chỉ mà ổng uống dụ, có uống dụ lại nên nó bị bởi vậy nó mới phù lại bây giờ mới lâu đó. Dạ. Uống đi là đừng uống nhậu, đừng có nhậu nữa. Chứ bây giờ mà nhậu nữa là chết luôn chứ trời Phật nào cứu nổi anh. Ngồi xuống nổi không anh? Ngồi này nổi không? Tự nhiên lại đây nghe chị bán dưa hấu rồi chị bán không được chị la làng cho chết luôn quá. Hôm nay dịch bệnh nhiều lắm á nha. Lúc đeo khẩu trang rồi vô. Đeo khẩu trang cho được không? Dạ được chị, đeo khẩu trang vô cho ảnh đi. Ờ mà ngồi không sao, bỏ sẵn đi chút đi ra ngoài á. Rồi bữa nay anh thấy cái bụng anh có đỡ gì không anh Ninh Nhi? Tôi đỡ được 2 phần. Bỏ được đỡ khoảng 2 phần thôi. Rồi cái cô hàng xóm là hôm bữa giờ có gì không với anh đâu, có buồn gì không? Rượu bò bình ơi, nói chuyện được bình thường à. À, nói chuyện bình thường ha. Bữa giờ có nấu nước cho anh uống rồi không? Không, tự nấu rồi. Tự mình anh nấu thôi. Ờ, à, đây là cô chú chị à, cũng biết á. À, anh Nhi á, giống như là những người bệnh gan á, là có là gia đình, có người thân á, là nấu nước đồ với mà cho săn sóc chu đáo á, thì không sao, còn anh Nhi này có mình ảnh à. Còn khi là anh có khi nào anh bỏ quên giờ không nấu không? Không. Sáng 6 giờ anh phải về nấu rồi. Dạ. Bữa giờ anh uống đầy đủ không? Nếu uống đủ 7 ngày. Chứ có nhiều cái nhiều cô bác là bị giống như anh vậy đó. Nhưng mà không biết nặng hay nhẹ hơn, không biết, có liên hệ em để xin cái chỗ mà ấy thuốc á. Thì cũng giống như là cũng 10 trường hợp đi thì cũng được 3-4 trường hợp là đã gần như là cái bụng nó xẹp dữ lắm. Mau hết lắm mà anh tính ra là anh hết rồi nhưng mà anh để tái lại đúng không? Hôm trước anh uống rượu nhiều lắm hay sao nó bị lại? Thì đi làm mới chiều về uống với anh em chút mà. À nhưng mà đã giống như những cái loại thuốc này á, hồi lúc trước anh uống thuốc nam hay là uống cái gì đó, uống thuốc nam rồi mà trong khi đó anh lại giống như thấy hết bệnh. Anh về anh sương sương với đi làm về anh sương sương vậy là bây giờ nó tái lại, vậy là tái lại đợt 2 thì chắc chắn anh biết rồi, nó khó chị rất là nhiều. Nhưng mà bữa nay anh bớt được 2 phần là cũng mừng cho anh nè. Thế anh làm gì nhầm khi đó là những cái vị thuốc mà giống như là anh em tìm kiếm đi, giống như giúp anh đi mà anh làm vậy là nó cô bác thấy nó không có được hiệu quả, trong khi cô bác cũng không biết là nên uống hay không. Chứ mà em cũng đâu phải là để quảng cáo hoặc là cho nhà thuốc hay là như thế nào, tại vì không quen biết gì hết trơn. Nhưng mà thấy hiệu quả mình mới chỉ cho bà con. Em chỉ thấy là nó đỡ nhưng cũng đỡ hơn không? Dạ. Thấy cũng đỡ hơn tí.
mà sao nó đỡ mà nó méo méo một bên sao ngộ quá, một bên thì xẹp một bên thì cũng ấy nè, không bên méo bên đây thì nó hơi xẹp nè. À, anh thấy đi đứng nó dễ hơn không? Có gần. À, có. Ủa mà cái thú của ẩm không mua được. Dạ, thú gì anh? Thú của ẩm nó thuốc của chú Tiến được. À, sắp hết hả anh? Không có, mua được không? Được, là bữa mới mua rồi. Bên ra mua 2 dĩ mà nó còn có 5 viên nữa, đưa đỡ 5 viên nó qua lễ cũng có nữa. À. Lộc bị bệnh về mà còn bị chỉ nữa. Nó qua thận luôn tùm lum. À. Bữa nay khỏe lắm à, sao đi chợ ngon lành nha anh. Ráng đi chứ giờ. Ráng đi à. Sáng giờ anh đi có gặp ai quen gì không? Đông không? Nói chung là chợ ở chợ này đi được toàn là quen không à. Quen. Sáng giờ đi vòng vòng có ai cho tiền gì không? Em bữa giờ mà tôi quân cho rồi giờ không cho à. Bị cái này là phải ăn rau cải rồi, không ăn mấy cái đồ mà dầu mỡ được. Thời gian anh đang bị yếu á. Nãy thèm vô cái trời đi kiếm từ nãy giờ đã rồi luôn. Nè bà chị, bà chị ngó anh thấy cười kìa. Thấy ông này sao bụng bự ngộ quá. Dạ chào thầy. Con ở đây lâu không? Dạ con quay chút xíu thầy. Thầy tính nói con như vậy. Dạ chào thầy. Dạ dạ. Dạ để bữa nào con đi trực tiếp với thầy con sao. Dạ. Rồi, cảm ơn thầy nha. Ông ngồi ở đây mà dòm cái bụng nó còn bự hơn hết mấy trái dừa. Sao chú? Khám mẫu à? Đang khám mẫu. Đang khám nhậu. Thầm nghiệp quán số chung. Thì trước mắt giống như mình uống thuốc của chú Tiến thấy nó bớt á. Thì uống nửa còn sao, còn mấy thì uống bên cái thuốc của chú Bảy á, chú Bảy An Giang á. Sao cô, cô thấy ổng thấy sao cô? À em thấy lắc đầu á. Dạ trời. Hôm nay cái cô ở sớm có qua thăm anh không? Đi làm về quá lo dọn dẹp nhà cửa quá rồi quá thử con quá đâu có hoài chị. À. Cái bóng đá anh có giảm được miếng nào không? À, cái dương vật với tinh hoàng là giảm phải không? Bữa hôm đó anh dồi cái cho dù thuốc tiên đi nữa mà anh không có mà biết cách mà kiêng cử rồi với ăn uống á, thì bữa cái những cô bác mà đã góp ý em á thì ăn nên ăn cái gì hạn chế cái gì á thì em cũng đã trao đổi với anh rồi. Nhưng mà bên cạnh nó dụ thì cái đó là không thể nào mà đụng miếng nào hết trơn á. Đáng lẽ là sự sống anh có rồi mà trong khi đó lúc trước anh hết rồi, anh uống thuốc nam rồi anh đi nhậu, giống như về là nhậu lại một lần nữa nên là bây giờ nó bị lần thứ hai rồi. Thì cái này nó rất là khó. Cái này cái mục này nè là đó, bác sĩ kêu đừng có làm nặng quá 2kg. À. Nhưng mà mình đi làm hồ mà không làm quá 2kg thì sao làm được. Mình ráng làm rồi từ từ. Cứ anh, giống như anh nhậu vô bạn bè anh em kêu đi mà bệnh tật họ có lo cho anh được không? Hôm nay có ai lo cho anh đâu, bạn nhậu anh á. Ờ, không chút rồi đi về với rồi. À.
Bởi vì anh bệnh tật cái gì mấy ông bận nhậu lại lo tới phút giây này thì anh cũng nên nhậu. Còn này ta đã trị hết rồi. Trị hết rồi mà chúng cuộc nhậu lên chi. Bị bây giờ là giống như là kêu hoàng mai thầy thuốc chủ mà bây giờ nó bớt bớt vậy là cũng mừng rồi đó. Ông này cũng bán vé số rồi chị. Ông này cũng bán mà đưa ổng gì. Ông này thứ dữ rồi. Chợ Gò Đen này ông là dữ nhất trong đây nè. Rồi kéo xuống để người ta không lại mua dưa hấu à. Chị thấy hoàn cảnh của ông ở đây sao chị? Chị cầm với nói ít câu vậy. Sát sát lên á. Sát sát lên ngay cái. Còn hôm nay ông đâu đi bán được đâu. Ông đâu đi bán đâu phải không anh? Hôm nay đâu đi bán phải không? Ông già không đi bán, giờ cũng thuốc nam. Cũng thuốc nam không phải không Phong? Dạ, thuốc nam không chị. Thuốc nam không à. Chị thấy ở ngoài chợ Gò Đen là ổng thấy sao chị? Có mình ổng là kêu là thằng đặc biệt nhất. Chứ có làm sao đâu. Đặc biệt không ai có mình thứ hai hết trơn. Mẹ hổm dài rồi, con biết con lên không anh Nhi? Rồi sáng giờ anh ăn uống gì chưa? Lấy tỏi bán luôn bán thêm không? Trời ơi ông nội ơi. Ông muốn chết tới nơi giải phóng tỏi mà cũng chết rồi giờ kêu lấy tỏi nữa. Bây giờ hết thì hết rồi. Rồi để hết lịch đi nha. Đi bán lại. Bây giờ anh đi ra ngoài đây là định chừng nào mới về? Tí xíu về. Đáng tính về đó. Đồ đạc anh mua hết chưa? Chưa. Chưa mua hết trơn luôn. Bữa nay anh định là đi mua gì vậy? Gì? Mua mấy rau cái trời về luộc. Tắm nước tương. Mua gì chứ? Rau cải trời á. Cải trời hả? Nãy giờ đi kiếm đã rồi không thấy. Thì nghĩ sao mua thứ độc không à, cải trời sao kiếm nổi. Bữa giờ anh xài tiền còn bao nhiêu? Chừng mấy 4 triệu hả? Hôm nay mua gì? Mà cái bảo hiểm phải đi về quê mới mua được. Bảo hiểm là về quê mới mua được. Còn khoảng 4 triệu. Tính qua lễ mới đi về quê mua cái bảo hiểm. Mua bảo hiểm để cho mình đủ rồi tắt ăn. Mua vô bệnh viện tiền quá trời. Hôm nay có ông nào rủ mình nhậu không? Lấy gì? Nó lấy gì? Nó sợ lấy mà nó dám lại rủ. Thôi em thì là em cố gắng giúp anh hết sức rồi. Còn cái sự sống của anh là tự anh quyết định thôi chứ đâu có ấy được. Còn anh điền dụ lắm hả? Ủa? Cái vậy mà rồi chị bỏ đi rồi buồn mới đâm ra nhậu ghét rồi đầy luôn. Rồi thôi đứng dậy đi mua gì anh mua đó rồi về đi để nghỉ ngơi rồi. Thôi đeo khẩu trang đi anh. Rồi bữa nay anh Nhi cũng có đỡ hơn nhưng mà 10 phần chỉ đỡ chừng 2 phần rồi cô chú anh chị ơi. Thì, đang đi mua mấy cái đồ mà sinh hoạt của ảnh ăn uống rồi. Sẵn lúc không quay chợ Gò Đen cho cô chú anh chị xem luôn. Đã đi về gia anh Nhi? Đi chiếc xe đã đi về gia. Đi xe đó của ông bạn đổi chiếc xe đen. Xe đen cao quá. Chống đi xe hả? Bác đỡ không cô?
Bạn đậu không cô? Hôm nay quên chưa đem thuốc cho cô. Bán 10.000 cái trời gì? Ủa đây có bán cái trời nè. Thảo gì cho bán nè. Đúng 10.000 đó thôi. Cái trời này nấu với ớt bán 10.000 đó. Ăn đủ chưa? Ăn cho này rồi. Chú cũng cho luôn. Cảm ơn chú nha. Chú dễ thương quá. Ok. Cô chú cho mình nhận. Chúc cô chú mong may bán đất nha. Đi vòng đi về luôn à. Đấy, về. Hết nó nổi luôn. Đấy coi coi có gì coi cho ổng miếng đi cô. Cho nhiều rồi. Bây giờ anh Nhi nổi tiếng rồi, đi đâu cô bác nào cũng kêu ông bụng bự không ạ? Cái chợ hẹp quá chút xíu mà ở đây mấy xe chạy ghê quá. Mua gì nữa không anh? À, hết rồi. Đi vòng lên về luôn. Đi ra chợ mua mịch rau cả trời vậy thôi đó. Có cây ngọt con đây nè anh Nhi. Hả? Ăn cây ngọt không kìa? Cái gì? Cây ngọt. Không. Không ăn cây ngọt hả? Hay bên này anh có nấu nước mát uống không? Nấu nước của chú Tiến nữa. Không nấu nước mát mình uống thêm á? Không. Uống cái thuốc vô phòng nữa. Thì ngay chỗ chợ Gò Đen, ngay chỗ phòng ở đây thì bà con bán cũng nhiều loại đủ thứ hết trơn. Bán đậu không cô? Dạ. Yeah. Cô bác ơi, ngoài chợ đây hầu như ai cũng dạ này yếu quá dẫn ông bụng bự đi. Ở trên kẹt xe rồi. Đấy, em khi đi vận động cũng đỡ cô chú chị. Anh đi cho nó giãn gân giãn cốt rồi. Có. Dạ. Ê, anh. Không buồn bự rồi, ai cũng biết. Cô có không cô? À, đi ra khu chợ anh thấy ai cũng thương anh thấy không? Mẹ có uống thuốc đang trong chợ. Dạ đang uống thuốc cũng đỡ rồi đó chị. Thôi hết thôi. Trời ơi. Đi ngủ rồi. Giải mẹ con ăn đậu con hết bệnh hết quạng gì. Đi cho luôn hả? Thôi quá trời vậy đồ bổ không à. Cảm ơn chị nhiều nha. Ừ mình đâu ăn nhiều. Đây bà con đây
buôn bán thấy cũng khó khăn lắm, nhưng mà thấy anh Nhi đi cũng giúp đỡ cho này cho kia, cũng ăn cũng đỡ. Đây mà con dồn ghê, dồn không ngại quá. Chào cô. Xe bỏ đâu anh? Cứ chứ đường hẻm bơ hàng ngày. Cũng thu xếp đi đi về với anh Nhi luôn của bác anh chị. Đã nắng nôi quá. Anh mua nhiêu đây thay hết gì? Chơi của Phong đậu đậu dựng ở đâu? Em gửi bên chợ á. Xe này hả anh? Xe này của anh luôn hay là của ai? Đổi chiếc xe của ông kia cho ông kia, ông lấy xe ông đi làm rồi ông đưa xe này cho mình xài. À, là xe này của cái ông gần ngay xóm. Xe kia nó cao quá. Kia nó cao quá anh. Vậy tiền bạc coi sao á, tiền bạc hôm nay anh cất cẩn thận nha. Cô bác là cho mình lúc nào hay lúc đó thôi. Rồi bây giờ là cái cô ở xóm là có nhà không anh? Điện cho bà rồi. Chắc đi quá. Alo nghe. Chơi vậy? Rồi thôi anh Thu xếp chạy về ha. Chạy chắc cú quá. Xe giờ phải ớn sắt không à? Đi hát ở đó. Đập cá nổ liền à. Ê cái mít, cái mít. Mít anh. Thôi giờ anh chạy về đi. Chạy về của anh chị.